Konnichiwa, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sensei của các bạn sẽ đến với bài học số 3 nhé. Bài kanji số 3. Bài số 3 ngày hôm nay sẽ về chủ đề là sign. Sign nghĩa là gì nhỉ? Chữ ký. Và chúng ta có một nghĩa nữa, đó chính là dấu hiệu các bạn nhé. Thì ngày hôm nay để xem chúng ta có những từ như thế nào nào. Đây, từ đầu tiên chính là chữ phi. Trong từ phi thường ấy, có phi rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ học luôn chữ thường nhé. Phi thường. Tiếp này, chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ dai trong chữ tầng ấy, được chưa nhỉ? Tiếp này, dai thì để bó đoạn đúng không? Dài đoạn. Tiếp nào? Đây là chữ gì nhỉ? Chữ tương hoặc chữ xương nhá. Nhìn chữ Hán này, đây là chữ bako ấy, hako có nghĩa là hộp ấy mà chúng ta đã học này. Tiếp này, chữ này chữ gì nhỉ? À, chữ này là chữ nguy trong từ nguy hiểm nhá. Học nguy rồi chúng ta học luôn chữ hiểm đi. Nguy hiểm này. Và chữ cuối cùng ngày hôm nay chính là chữ xá. Xá các bạn nhá. Bạn nhìn đây nhá, xá xá. Bây giờ chúng ta học luôn chữ đầu tiên nhá. Chữ đầu tiên ngày hôm nay chính là chữ phi trong từ phi thường. Đó, các bạn nhìn lên đây, chính là cách viết đây. Đó. Tiếp này, cách đọc này. Phi thì chúng ta có hai cách đọc theo âm cân và môn. Âm cân chúng ta sẽ đọc là gì? Arazu. Arazu các bạn nhá. Tiếp này, âm môn là hi. Hi. Đó. Cách ghi nhớ đây, xin thêm có câu gợi ý như sau. Người phi thường có thể leo lên cái thang ngược. Thì thực ra khi nhìn cái chữ phi này, sensei cũng liên tục rất nhiều, suy nghĩ rất lâu. Không biết là nó giống cái hình gì, mà cũng không biết là như nào. Sensei thấy hình giống hình cái thang ngược, nó cũng tham khảo rất nhiều rồi. Thấy tưởng tượng giống cái thang ngược là hợp lý nhất. Vì vậy mà sensei sẽ để ra người phi thường thì có thể leo lên cái thang ngược. Thế chúng ta có ai leo được lên thang ngược không nhỉ? Không đúng không? Vì vậy mà chỉ có người phi thường người ta mới làm được thôi. Đó là cách để nhớ cái chữ phi này. Bạn nào mà có óc sáng tạo hơn nữa thì hãy nghĩ ra và comment cho sensei nhá. Đây. Và bây giờ đến những từ hay gặp của chữ phi này. Xem nào. Từ đầu tiên nhá. Hiyo. Hiyo này có nghĩa là gì? Là cực kỳ khẩn cấp các bạn nhá. Sensei có ví dụ như sau. Hiyo uchi, tức là cái cửa thoát hiểm này. Để dùng trong cái trường hợp khẩn cấp thì chúng ta gặp rất nhiều luôn. Sang Nhật thì vào bất cứ nhà hàng, khách sạn nào hay ở đâu thì chúng ta cũng luôn thấy là có cái cửa để thoát hiểm các bạn nhé. Ideska. Tiếp này. Từ tiếp theo là từ hiri, có nghĩa là phi lý, vô lý đấy. Từ nữa đó là một từ yehi. Yehi này chúng ta gặp rất nhiều rồi, chúng ta hay nói là yehi taretai hoặc là yehi ikitai. Đấy là nhất định là tôi sẽ đi hoặc nhất định tôi ăn chẳng hạn, đúng không nhỉ? Rồi, và đó là những cái từ hay học của chữ phi này. Các bạn nhìn nhớ nhá, có 3 cái từ thôi. Tiếp này, phi rồi thì đến với thường nhá, để cho thành phi thường. Bạn nhìn đến đây là thường này sẽ có hai cách đọc. Cách đọc theo cân là chune hoặc là toko. Được chưa nhỉ? Toko, chune. Cách đọc theo môn nhớ nhá là yo. Yo, được chưa nhỉ? Trong từ yo ấy, chúng ta vừa mới học xong. Đây, cách để chúng ta ghi nhớ thì sensei sẽ có câu như sau. Đứng trên sân thượng này, bộ thượng nhá. Đó, bộ thượng đây là đứng trên sân thượng này. Tiếp này, đọc điếu văn thì đây là có chữ điếu. Đó, bộ điếu ấy thì sensei sẽ để là đọc điếu văn là không bình thường. Đây, thường tức là cái chữ mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Thì sensei sẽ đưa hình ảnh bạn là đang đứng ở trên sân thượng đọc điếu văn các bạn nhá. Thì là không bình thường đúng không? Các bạn ghi nhớ sensei nhá. Ai có cách nào để ghi nhớ hay hơn thì comment. Ok. Tiếp. Ở đây sensei có những cái từ hay là của chữ thường này, các bạn để ý nhá. Chunegoto. Chunegoto là sự việc bình thường hàng ngày. Yes ka? Hay. Thì từ tiếp theo là gì nhỉ? À, yoni. Yoni có nghĩa là người bình thường. Người không có gì đặc biệt cả, những người thường ấy. Tiếp này. Yotai là dáng vẻ bình thường hoặc là tự nhiên các bạn nhé. Dáng vẻ bình thường tự nhiên. Các bạn đọc là yotai. Rồi. Cuối cùng là gì? Chuneni. Chuneni có nghĩa là thường thường, luôn luôn hoặc là đôi khi đã dịch là lúc nào cũng các bạn nhé. Ở đấy thì sẽ có ví dụ như là gì nhỉ? À, chuneni ketai suru mono. Thì câu này chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Kê tai này chúng ta hay gặp trong từ kê tai đen qua, tức là điện thoại di động ấy. Nhưng trong trường hợp này, kê tai suru mono tức là cái đồ vật mà mình mang theo. Thì như nhỉ? Đồ vật mình mang theo. Vì vậy mà khi thêm chuneni thì chúng ta sẽ dịch là đồ vật mà thường mang theo bên mình các bạn nhé. Đồ vật thường mang theo bên mình. Ideska.
Yên nào. Chữ tiếp theo ngày hôm nay là gì nhỉ? Chính là chữ giai. Đó, trong từ giai đoạn đấy. Chữ giai này chúng ta dịch là chữ tầng nhá. Ở chữ giai này chúng ta hay gặp ở trong từ cai đan đấy, có nghĩa là tầng ấy các bạn. Tiếp này, cách đọc đây. Chữ giai này chỉ có một cách đọc thôi các bạn nhớ nhá, là cai nhỉ? Cai. Nam cai des cat sang gai hoặc là ni cai thì nhỉ? Tầng 3, tầng 2. Đây. Hình ảnh minh họa này. Rất thú vị đúng không? Thì của câu như sau. Đứng cạnh giai nhân cưới phi nhí với hàm răng trắng. Tại sao nhỉ? À, xin xem lại có cái đây, đây là bộ phụ nhá, xin xem không nhắc đến nhá. Còn gì nhỉ? Đứng cạnh giai nhân tức là cả một cái chữ này sẽ là chữ giai này. Xin xem thấy cái chữ trên này giống chữ hi, vì vậy xin sẽ để là hi hi nhá. Hi hi. Còn đây là chữ gì nhỉ? Là chữ trắng đấy, đúng không? Chữ bạch đấy. Chữ bạch nên là xin xem để là đứng cạnh giai nhân thì cười hi hi với hàm răng trắng. Nhờ các bạn ghi nhớ nhé, đứng cạnh giai nhân thì cười hi với hàm răng trắng. Để xem nhá. Tiếp theo là những từ hay gặp của chữ giai này. Đây, những từ hay gặp của chữ giai. Từ đầu tiên, cài gặp rất nhiều rồi, tầng phải không? Tầng mấy thì chúng ta sẽ thay cái số vào chỗ để dụng ngã này nhá. Dụng ngã này ví dụ như là số 2 thì sẽ là ni cai, số 3 thì chúng ta sẽ phải đọc là sangai, i desu ka. Rồi, tiếp này. Kaiyo, kaiyo nghĩa là tầng trên, ngắt trên đấy, được chưa nhỉ? Hiện giờ có câu là gì? À, toire wa kaiyo ni arimasu, tức là gì? À, cái nhà vệ sinh thì có ở trên tầng trên các bạn nhé. Khi người ta hỏi nhà vệ sinh đâu, trên tầng trên thì chúng ta sẽ dùng là kaiyo, được chưa nhỉ? Tiếp nào. Chikai, chikai có nghĩa là tầng hầm nhá, tầng hầm. Rồi, ví dụ như là gì? À, chikai ni kisaten ga aru. Thì con này chúng ta dịch là gì? Ở dưới tầng hầm thì có kisaten là gì nhỉ? À, quán giải khát các bạn nhá. Ở dưới tầng hầm thì có quán giải khát. Rồi, từ tiếp theo là từ kai ka là tầng dưới. Chúng ta dùng trong trường hợp như sau. Ví dụ như là này. Kare wa kai ka ni sunde iru. Kare là gì? Là anh ấy đúng không? Anh ấy thì làm sao? Sống ở tầng dưới. Thì chúng ta sẽ sử dụng là kai ka các bạn nhé. Rồi, tiếp này. Chúng ta sẽ đến với chữ tiếp theo nhé. Chữ tiếp theo đây chính là chữ đoạn nhỉ? Chữ đoạn này thì có một cách đọc theo môn thôi, các bạn nhớ nhé. Đan hoặc là tan đều được. Đọc là đan hoặc là tan thì là trường hợp nhé. Rồi, cách ghi nhớ đây. Các bạn nhìn lên đây nhé, sẽ hiểu câu như sau. Tay cầm búa gỡ cầu thang ra thành nhiều đoạn. Thì khi nhìn lên đây thì sensei sẽ kiểu liên tưởng đến là mình đang cầm búa hoặc là cầm rìu. Đó, thì sensei sẽ để là tay cầm búa, tức là cái bộ thù ấy, gỡ cầu thang ra thành từng đoạn, tức là cái chữ đoạn này các bạn nhá. Đó, tay cầm búa gỡ cầu thang ra thành từng đoạn. I desu ka? Rồi. Và chữ đoạn này thì có những từ cần nhớ như sau. Các bạn nhìn lên đây cho sensei nhá. Đây, từ đầu tiên tức là gì nhỉ? Yoda. Yoda nghĩa là bệ, đài, bục, thềm hoặc là bậc, vân vân, được chưa nhỉ? Và từ tiếp theo là từ gì? Từ đan. Đan, chữ đan này nghĩa là đoạn, giai đoạn, được chưa nhỉ? Tiếp, từ nữa là từ cai đan. Học quá là nhiều rồi, có nghĩa là cầu thang đúng không? Ngay khi chúng ta bắt đầu học N5 chúng ta đã được học cái từ này rồi. Cầu thang các bạn nhé. Đó là những từ hay học của chữ đoạn. Bây giờ chúng ta đến với chữ tiếp theo. Tiếp theo đây là chữ gì nhỉ? Chữ tương, xương đúng không? Nhìn lên trong từ hako có nghĩa là cái hộp ấy. Thì ở đây chúng ta lưu ý về cách đọc cho CC nhá. Xin lỗi các bạn. Đây, ở đây các bạn lưu ý cho CC nhá. Cách đọc này có âm cưng, âm môn. Âm cưng là hako có nghĩa là cái hộp. Hoặc là chúng ta có cái từ hay gọi là từ kumibako các bạn nhé. Kumibako là cái thùng rác. Tiếp này, so là cách đọc theo môn các bạn nhé. Môn là so. Và bây giờ chúng ta đến với cách ghi nhớ này. Đây, cái nhà minh họa. Đây là cái trúc, cái tre các bạn nhé. Thì sẽ có câu như sau. Trúc là loại cây có mắt hay dùng làm hộp. Thì khi nhìn đến đây, đây có bộ trúc. Bộ trúc thì liên tưởng ngay đến cây trúc đúng không? Đây là chữ gì nhỉ? Chữ mộc, có nghĩa là cái cây. Chữ bên này là gì? À, chữ mục, tức là mắt. Thì mình liên tưởng là cây trúc là cây có mắt, đúng không nào? Cây có mắt, thế thêm là gì nhỉ? À, hay dùng để làm hộp, đúng không? Hộp tức là cái chữ này đây. Chữ tương, chữ xương này, nghĩa là hộp. Nên sẽ để là gì? Trúc là loại cây có mắt
hay dùng để làm hộp gì đấy cả. Hay các bạn ghi nhớ sensei nhá. Bây giờ chúng ta đến với những từ hay gặp của cái chữ này nhá. Những từ hay gặp có những chữ gì nào? Từ đầu tiên là từ hako, nghĩa là chiếc hộp, cái hộp ấy. Đó. Tiếp theo là gì ạ? À, kobako, có nghĩa là cái hộp nhỏ đấy nhỉ? Có hộp rồi thì phải có hộp nhỏ, hộp to đúng không? Hộp nhỏ là kobako các bạn nhá. Tiếp nào? À, gì nhỉ? Daibako. Ừ, có hộp rồi thì có hộp nhỏ, có hộp to đấy nhỉ? Hộp to là daibako. Từ tiếp theo là gì? À, gomibako. Xin thầy nhắc rồi, gomibako là thùng rác đúng không? Nguyên một cái từ tương xương này chuyên để nói về hộp cái thùng thôi đúng không nào? Thùng rác là gomibako nhá. Tiếp đến, chữ này là chữ gì nhỉ? Chữ nguy, ở trong từ nguy hiểm nhá. Chữ nguy này chúng ta sẽ có cách đọc sao? Hai cách đọc, kunyomi là abunai, abunai. Và cách đọc theo môn là gì nhỉ? Ki, ki trong từ kiken đúng không? Kiken. Tiếp nè, đây là hình ảnh gợi ý trong cái chữ nguy này giống con ốc sen đúng không nào? Thế thì có câu gợi ý sau. Con ốc sen bò trên vách núi, em gặp nguy hiểm. Thì câu này xin xem liên tưởng, đây là con ốc sen này đang bò ở một cái vách núi rất là hiểm trở đúng không? Thì sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy xin xem bảo là con ốc sen bò trên vách núi hẹn gặp nguy hiểm các bạn nhá. Đây, con ốc sen đang gặp nguy hiểm đấy. Thì các bạn nhớ xin xem chữ nguy này nhá. Tiếp nào, từ hay gặp của chữ nguy. Và từ đầu tiên của chữ nguy này sẽ có là gì? An ki, tức là cái sự an nguy, sự nguy hiểm đấy. Được chưa nhỉ? Tiếp nào? À, ki chi có nghĩa là nơi nguy hiểm các bạn nhé. Nơi nguy hiểm thì sẽ có một câu ví dụ như sau. Kare wa ki chi ni hairu, có nghĩa là anh ấy đang bước vào nơi nguy hiểm, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Được chưa nhỉ? Tiếp nhé. Từ tiếp theo là từ abunai. Abunai nghĩa là gì? Nguy hiểm, nguy cấp. Chúng ta đã học luôn từ N5 rồi đúng không nào? Abunai là nguy hiểm. Đó là những cái từ hay học của chữ nguy này. Các bạn ghi nhớ cho sensei nhé. Chữ tiếp theo là chữ hiểm đúng không nào? Học nguy rồi thì đã học hiểm đúng không? Thì các bạn để ý về nét viết nhé. Có tổng cộng là bao nhiêu nhỉ? À, tổng cộng là 11 nét viết. Các bạn lưu ý cho sensei nhé và viết đúng nét nhé. Tiếp là cách đọc này. Hiểm có cách đọc thêm cân là gì? Kewashi. Kewashi là hiểm trở đấy. Đấy, tiếp là cách đọc theo môn là gì? Là ken các bạn nhá. Ken trong từ gì nhỉ? Ki ken ấy là nguy hiểm đấy. Tiếp cách nhớ. Các bạn nhìn đến đây nhá. Người đội nón đứng cạnh vách núi hiểm trở rất nguy hiểm đấy chứ nhỉ? Lúc nãy thì chúng ta liên tưởng cái chữ nguy là con ốc sen cạnh vách núi. Còn bây giờ cái chữ hiểm thì chúng ta lại liên tưởng đến người đội nón đứng cạnh vách núi đúng không? Tóm lại đều đang rất là nguy hiểm nào. Người đội nón đứng cạnh vách núi hiểm trở rất nguy hiểm. Ok desu ka? Hai, em chúng ta đến với những cái từ của chữ này nhá. Từ đầu tiên đó chính là từ gì nhỉ? Kewashi. Kewashi này là hiểm trở, hiểm ác các bạn nhá. Đây là có một cái ví dụ là gì nhỉ? À, kewashi ibara no michi, tức là cái con đường hiểm trở, hiểm ác, con đường gập ghềnh đấy. Tiếp này là gì nhỉ? Kenaku. Kenaku nghĩa là khắt khe, gay gắt hoặc là hiểm ác các bạn nhé. Rồi, từ tiếp theo là từ gì? Hoken. Hoken nó nghĩa là bảo hiểm, chúng ta hay gặp là gì nhỉ? Hokenso các bạn nhé, Hokenso là thể bảo hiểm đấy. Tiếp này, Kiken. Học rồi, Kiken là gì? Là nguy hiểm. Thì đây, chữ nguy, chữ hiểm là nguy hiểm các bạn nhé. Hai, và đó là chữ hiểm. Tiếp theo chúng ta cần học, và chính là chữ gì nhỉ? À, chữ xá, chữ xả các bạn nhé. Xá xả ở trong cái từ suteru nghĩa là vứt đi ấy, thì cách đọc theo cân là gì nhỉ? Suteru. Và cách đọc theo môn là gì? Là xa, được chưa nhỉ? Xa. Đây, các ghi nhớ các bạn nhìn đến đây nhá. Xem có là gì nhỉ? Một tay này, tức là cái bộ thủ ấy, các bạn nhìn nhá. Bộ bên trái này, tức là bộ thủ. À, không quản được cư xá. Đây, không quản được cư xá các bạn nhá. Đây chính là chữ xá đấy. Đó, nên đánh, vứt bỏ. Không quản được nên là đánh, vứt bỏ nó đi thôi. Đây, một tay này không quản được cư xá nên đánh vứt bỏ. Bỏ có nghĩa là cái chữ xá, chữ xả này đây. Đấy, các bạn nhớ xin thế nhá. Đó là cách gợi ý để chúng ta ghi nhớ cái chữ này. Bây giờ chúng ta đến với những từ hay gặp của chữ này nhá. Để xem có chữ gì nào.
Đây, từ đầu tiên là gì? Suteuri, bán phá giá. Đấy, hàng đại hạ giá đấy. Tiếp này, suteko, từ này nhá, suteko có nghĩa là trẻ em bị bỏ rơi. Thì sư thầy có ví dụ là suteko yori suru, tức là nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi. Tiếp nhá, từ nữa mà chúng ta cần nhớ là từ suteru. Từ này chúng ta học rồi đúng không? Có nghĩa là vứt đi, bỏ đi. Thế nhỉ? Vứt đi và bỏ đi. Và đó là những cái từ hay gặp của cái chữ xá, xả này. Các bạn nhớ sensei nhá. Vậy là chúng ta đã vừa gì nhỉ? Hoàn thành 8 cái chữ Hán của bài ngày hôm nay rồi, tức là bài số 3. Các bạn về nhà nhớ học bài và làm bài đầy đủ nhá. Nộp bài đúng giờ để sensei còn điểm danh các bạn nhá. Hai, xin chào và hẹn lại các bạn ở bài học tiếp theo.